Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ trích các địa phương vì không chịu chi tiền của chính phủ rót xuống và làm thế nào để đốt tiền thổi GDP ảo lên cao. Câu chuyện nghịch lý không biết tiêu tiền của các giới chức Cộng sản Việt Nam nghe có vẻ như vô cùng khó hiểu. Thiết tưởng rằng với một bộ máy khổng lồ ăn không từ thứ gì của dân sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tiêu tiền. ấy thế mà sự thực thì hơn 577.000 tỷ Việt Nam đồng tương đương với 25 tỷ đô la Mỹ vẫn đang không biết tiêu thế nào từ giờ cho đến hết năm 2020. Điều này khiến cho ông Colomover Nguyễn Xuân Phúc nóng ruột vì đầu tư công được coi là phương án khả dĩ nhất để tăng vốn tổng cầu thị trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc trông chờ vào thị trường xuất khẩu phục hồi và tiêu dùng tăng trở lại xem ra khá vô vọng trong bối cảnh toàn cầu và nội địa hiện nay vẫn thường trực mối đe dọa bởi đại dịch virus Vũ Hán và cuộc đối đầu Mỹ-Trung tiếp tục leo thang đầy rủi ro. Hồi năm ngoái ở Hà Nội, anh Phúc chỉ đạo cho in tiền mặt rất nhiều lúc đó đã có những đồn đoán là đổi tiền. Gói thầu 260.000 tỷ tiền Việt Nam đồng này được Bộ Ba Phúc Dũng Hưng chỉ định thầu. Nhà thầu từ Trung Quốc chứ không phải là Úc hay Indonesia như trước đây. Nhiều người trước giờ cứ ngỡ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ in tiền ở số 30 Phạm Văn Đông. Thực ra đó chỉ là nơi kho quỹ để đếm nhận tiền in từ Trung Quốc gửi về Việt Nam mà thôi. Hiện tại Việt Nam đang cho triển khai xây dựng một số nhà máy in tiền khá hiện đại ở Hòa Lạc trị giá hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng. Riêng gói xây lắp điện cũng đã đến 300 tỷ. Gói xây lắp điện cho nhà máy in tiền này không đã tới 300 tỷ Việt Nam đồng. Gói này một doanh nhân người Úc gốc Việt là cháu của Vương Đình Huệ trúng thông. Bình thường ngân hàng nhà nước Việt Nam phải bơm vào thị trường hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng tiền mặt bởi nước nào cũng vậy để bù trừ đi những số tiền cũ rách nát và thất lạc hư hao. Tuy nhiên số bơm tùy này vào luôn tranh lệch tới khoảng 10 đến 15% so với số tiền mà thu về để tiêu hủy. Nhưng đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam thì luôn bơm ở mức 25 đến 30% số tiền thu gom về đó là tiền rách nát cũ hư hỏng thì khi nào cũng cao hơn với con mức thu về là 25 đến 30% chính vì vậy mà tốc độ lạm phát năm sau thường cao hơn năm trước ngang ngửa với mức tiền mà họ bơm dôi dư ra là 25 đến 30% nhưng hay ở chỗ là hàng năm chỉ bơm cỡ vài nghìn tỷ chứ không có năm nào bơm đến chục nghìn hoặc vài chục nghìn tỷ tiền mặt ra thị trường. Thế nhưng quý 2 năm 2019, CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cho in tới 260.000 tỷ Việt Nam đồng. Nhiều người mới thốt lên rằng số tiền in dùng cho cả nhiệm kỳ 13, 14 và thậm chí cả nhiệm kỳ 15 chưa chắc đã hết tức là Việt Nam sẽ xài lô tiền mới này khoảng 10 đến 15 năm nữa chưa chắc đã phải in mới. Đây không chỉ là một lãng phí về ngoại tệ mà ngân sách phải bỏ ra để mua lô giấy vụn này bởi tiền trong kho chưa phát hành thì khác nào giấy lộn. Hơn nữa lại đặt hàng từ Trung Quốc, liệu Nhật Trung nhà cầm quyền của Trung Quốc, nhà cung cấp mặt hàng tiền mặt này có chỉ in cho một mình Việt Nam hay không? hay là mỗi một series trung quốc ở việt nam thì sẽ có một series song sinh được tung ra thị trường ở việt nam bởi các nhà thầu trung quốc và sau đó thì gom đất đai của việt nam với giá ở trên trời và làm cho địa ốc ở việt nam cứ tăng giá bùn vụt nhưng không ai mua được mà chỉ những nhà thầu của trung quốc và nói chính xác hơn là chỉ có trung quốc mới có thể mua được đất mà thôi hơn nữa, Việt Nam thì đang phát triển và xây dựng nhà máy in tiền quốc gia công nghệ cực kỳ hiện đại dự kiến sẽ đi vào hoạt động khoảng hơn một năm nữa. Và không chỉ vậy mà đống giấy lộn cất ở trong kho còn phải chi phí vận hành bảo quản và trông coi. Hồi đầu năm 2020, lúc đó dịch cúm virus Vũ Hán mới chớm bùng phát mạnh. Clover và Nguyễn Xuân Phúc đã gợi ý rằng sẽ bơm dòng khoảng 30-50 đến nghìn tỷ Việt Nam đồng vào thị trường. Hàm ý của KMV Nguyễn Xuân Phúc là bơm tiền mặt để nhằm lấp liếm đi việc mình đã chót làm của năm 2019. Đến nay, KMV Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục sốt sáng chuyện giải ngân các dự án đầu tư công, giải ngân các địa phương, yêu cầu Bộ Chính trị và cũng như Ngân hàng Nhà nước bơm tiền để đáp ứng vốn cho đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng việc vay vốn ngân hàng đầu tư công tại khu vực miền Trung Tây Nguyên 6 tháng đầu năm ở mức thấp hơn trung bình chung của cả nước, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh địa phương nào không tiêu hết tiền chính phủ sẽ điều động, địa phương nào cần tiền để phát triển chính phủ sẽ mang tiền đến. Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2020 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên và các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và tất cả các tỉnh ở vùng Tây Nguyên về tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các kiến nghị của các địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, CLMV Nguyễn Xuân Phúc cho biết miền Trung Tây Nguyên đã tích cực phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Tuy nhiên cũng ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh tế của các địa phương khu vực đã bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Thủ tướng nhắc lại những tiềm năng lợi thế của miền Trung Tây Nguyên, thuận lợi phát triển kinh tế với hệ thống 9 sân bay, 14 cảng biển, 9 khu kinh tế, nhiều khu công nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực. Còn người miền Trung Tây Nguyên cần cù chịu khó, đồng thời đặt vấn đề làm gì để đầu tư phát triển không có môi trường đầu tư tốt và cảm xúc tiến cách xúc tiến thu hút đầu tư mạnh mẽ có cơ chế thông thoáng trước thực trạng giải ngân vốn đầu tư công tại khu vực miền trung và tây nguyên y ạch Colmeva Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở các địa phương rằng đã khó khăn mà làm chậm chạp, đồng thời yêu cầu các địa phương phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại địa phương, đồng thời thu hút các dự án đầu tư mới. Với tinh thần cởi mở đi thẳng vào vấn đề, Colmeva Nguyễn Xuân Phúc mong muốn được nghe các ý kiến hiến kế và quyết tâm của các hiệp hội, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên gia, các bộ địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên làm sao để bứt phá trong 6 tháng cuối năm. Phương pháp chỉ đạo nào, tổ chức thực hiện ra sao để cuối năm hỗ trợ được lực nỗ lực đạt cao nhất mục tiêu đề ra trong từng địa phương. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không kêu nghèo kể khổ mà phải nêu ra được các giải pháp tháo gỡ đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng quan trọng. Các giải pháp để kết nối các tỉnh trong khu vực, liên kết vùng, nhất là khi các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu, chủ lực của Tây Nguyên phải đi qua khu vực miền Trung trước khi xuất khẩu. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đại biểu sẽ có những đóng góp ý kiến tháo gỡ thiết lực tham mưu cho chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc, các bộ ngành địa phương không để cho tình trạng trì trệ, nhất là chính sách đột phá táo bạo có thể thực thi ngay. Thủ tướng cũng mong muốn các địa phương sẽ lắng nghe các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hiến kế chia sẻ các khả năng cam kết của mình có thể làm gì đó để đóng góp cho miền Trung và Tây Nguyên. Các bộ ngành đưa ra được các cơ chế chính sách nào để khơi thông nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho miền Trung và Tây Nguyên. Lưu ý với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong việc giải ngân vốn đầu tư công, CLMV Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Quốc hội đã trao quyền cho Thủ tướng trong việc điều chuyển vốn giữa các địa phương. Bên cạnh nỗ lực của chính phủ, các địa phương cần đưa ra cam kết đồng hành với chính phủ khắc phục tồn tại yếu kém trong chỉ đạo điều hành để phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của tỉnh, nhà cũng như cả nước. Địa phương nào không tiêu hết tiền yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ điều động hay địa phương nào cần tiền để phát triển, chính phủ sẽ mang tiền đến. Cảm vừa Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào đầu tháng 8 cần trình chính phủ việc điều chuyển vốn từ những địa phương không giải ngân được sang những nơi đang cần thiết cần tiền để xử lý những công trình và dự án. Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết 6 tháng đầu năm 2020, GDP của vùng kinh tế đô thị ở miền Trung ước giảm 3,22% là vùng kinh tế duy nhất có GDP giảm so với cùng kỳ. Ba địa phương quy mô kinh tế lớn của vùng giảm so với cùng kỳ là thành phố Đà Nẵng giảm 3,61%, tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa giảm nhiều nhất cả nước lần lượt là 11,51 và 12,2%. Đây cũng chính là ba địa phương có tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong vùng. Thương mại dịch vụ là một trong những lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu kinh tế địa phương, chiếm trên 42% GDP trong 6 tháng đầu năm thì ngành dịch vụ giảm 4,81%. Về vấn đề giải ngân theo báo cáo của kho bạc nhà nước tính đến 30 tháng 6 năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 của 7 địa phương miền Trung là 13.013 tỷ Việt Nam đồng, đạt tỷ lệ 43,2% thấp hơn bình quân chung cả nước. Số vốn còn lại khoảng 25.000 tỷ Việt Nam đồng chiếm trên 60%. Tỷ lệ giải ngân trên 40% có một địa phương đó là thành phố Đà Nẵng từ 30 đến 40%, có bốn địa phương là Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Phú Yên. Tỷ lệ dưới 30% có Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa. Đối với tình nguyên tăng trưởng GDP 6 tháng của vùng đạt 2,72% đứng thứ hai sau vùng Đồng bằng sông Hồng. 3,74% và cao hơn mức tăng trưởng của hầu hết các vùng kinh tế đặc thù. Không địa phương nào trong vùng có tốc độ tăng trưởng âm. Khu vực nông nghiệp và vùng là điểm sáng trong phát triển kinh tế mức tăng bình quân 6 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 và cao nhất so với các vùng trong cả nước với cơ cấu kinh tế đồng nghiệp của vùng chiếm 33% trong tổng số GDP của vùng duy trì mức tăng trưởng cao của ngành trong quý 2 cao hơn quý 1 đã bù lại suy giảm của các ngành khác và duy trì phát triển chung của vùng nhìn chung các tổng tỉnh tây nguyên có tốc độ giải ngân vốn cao hơn so với cùng kỳ và nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra chỉ đạt hơn 31% thấp ở thấp ở mức bình quân của cả nước. Tổng vốn còn tiếp tục giải ngân 4 tháng cuối năm của vùng còn hơn 9.758 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương cần tiếp tục phân bổ chi tiết cho các dự án là 1.136 tỷ Việt Nam đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó, các bộ ngành và tỉnh địa phương nhìn đồng nguồn vốn của ngân sách cứ như chó nhìn thóc, rừng rừng chẳng cần, thậm chí không ít cơ quan trung ương như Bộ Nông nghiệp. Làm đơn xin trả lại 1.808 tỷ Việt Nam đồng, vốn ngân sách trên tổng vốn kế hoạch 3.600 tỷ cho 25 dự án vốn ODA được Thủ tướng giao năm 2020. Theo báo cáo của Bộ Tài chính thì có đến 34 bộ ngành và 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp dưới 20%, trong đó có 10 bộ ngành có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 5%. Như vậy, tình trạng chê tiền là phổ biến trong khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng thiếu phát triển và tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng không tiêu hết tiền ngân sách được phân bổ của các ngành bộ và địa phương là phổ biến và kéo dài nhiều năm qua đặc biệt trong khoảng 3 năm trở lại đây kể từ mốc dấu ông cựu bộ trưởng bí thư thành hồ ủy viên trung ương đảng đinh la thăng trở thành củi đốt lò, tình trạng chê tiền ngân sách lại càng rõ rệt hơn tâm lý chung của các quan chức là cố thủ bảo toàn ghế không làm gì thì không sợ sai nguồn thu của các quan chức có thể mất đi rất nhiều nguồn chứ không phải chỉ có trông chờ vào là xà xẻo ngân sách từ các dự án đầu tư công. Việc triển khai các dự án đầu tư công để có hiệu quả không phải đơn giản. Ngoài vô số các quy trình trình duyệt, thẩm định, giám sát, định giá, kiểm toán phức tạp mà bộ máy quan liêu có thể nghĩ ra, một dự án đầu tư có hiệu quả cần những mục tiêu cụ thể có tính thực tế, cần đội ngũ, nguồn lực thực thi, có năng lực có khả năng vận hành, quản lý, giám sát, trong khi đó giới chức cộng sản chỉ có khả năng ăn mà không có khả năng làm. Trong giai đoạn từ năm 2020, xin lỗi các bạn, trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 có thể nói là giai đoạn bùng nổ đầu tư công với rất nhiều các đại dự án tham vọng, lớn lao của các giới chức cộng sản Việt Nam. Khi đó, người tử tế Bà X Nguyễn Tấn Dũng đã ủng hộ nhiệt thành việc thành lập các quả đấm thép như Vinasin, Vinalize, các mục tiêu như một triệu tấn đường xuất khẩu, đánh cá xa bờ, xi măng lò đứng, điện than, bồ xi tây nguyên, luyện thép được tiến hành rầm rộ bất chấp mọi khuyến cáo của các giới chuyên gia trong các lĩnh vực đó là thời gian mà các tỉnh thành đua nhau tiêu tiền ngân sách vượt mức được giao và các bộ ngành chi tiêu với đúng nghĩa là từ đốt tiền. Mà nếu công ty Bạc Liêu đội mồ sống dậy thì cũng phải gọi các quan chức cộng sản bằng ông cố nội. Nền kinh tế thời của Nguyễn Tân Dũng đã có lúc ghi nhận mức tăng trưởng GDP 7,5% bởi chủ yếu tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân cơ cấu tăng trưởng phụ thuộc lớn vào đầu tư và tiêu dùng cá nhân chiếm tới 90% GDP giai đoạn 2009 đã lao dốc mạnh kể từ năm 2012 khi không còn chút dư địa nào để tăng thêm tín dụng và vay mượn quốc tế. Ngân sách thâm hụt nghiêm trọng, dự trữ ngoại hối có lúc chỉ còn hơn 13 tỷ mỹ kim. Ngân hàng nhà nước bơm tiền vô tội vạ Mức tăng trưởng tín dụng thường cao gấp 3 đến 4 lần so với tăng trưởng GDP và lãi suất cho vay của khối ngân hàng thương mại có lúc đã tới 24% trên năm. Kết quả những quả đấm thép của 3 X Nguyễn Tân Dũng ngoài việc đấm vỡ mặt nhân dân bằng những núi lợ, nợ khổng lồ, di sản để lại là những nhà máy hàng trăm ngàn tỷ trở thành bãi sắt vụn các khu công nghiệp hàng ngàn hecta bỏ hoang trải khắp đất nước đau thương hình chữ S. Những đoàn tàu viễn dương hoen dị nằm bờ chờ ngày sẽ thịt và hiểm họa bô xít nhân cơ treo trên đầu dân miền Nam một thảm họa sinh thái bất kể lúc nào có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, không có một dự án hay một mục tiêu công nghiệp hóa nào của nông Đức Mạnh và 3X Nguyễn Tân Dũng được thực hiện có hiệu quả biện pháp duy nhất cứu vãn nền kinh tế sụp đổ là tăng thuế phí điên cuồng vay tiền bằng mọi giá để đảo nợ xuất khẩu lao động nhiều hơn bằng cả đường chính ngạch cũng như bằng con đường container đông lạnh kết quả tệ hại đó cũng là cái cớ để chủ nguyễn phú trọng khởi động phong trào đốt lò nhằm giành lại vị thế của khối đảng đã quá bị lu mờ dưới thời của nông đức mạnh và bà x nguyễn tân dũng Công bằng mà nói, nếu bảo Nguyễn Tất Dũng tham lam ngu dốt thì không đúng. Bất kể ai làm việc mà tiếp xúc với ông Dũng đều đánh giá ông ta là người thông minh, có trí nhớ tốt và làm một nhà ngoại giao khéo léo, chứ không nói trước quên sau như ông Trọng Lú hay Khỉ khôn lỏi gian manh như ông Phúc. Ông muốn ông Dũng là muốn xây dựng một tập đoàn theo mô hình Chibon của Hàn Quốc không phải là một ý tưởng tệ. Song điều tệ nhất của bà X Nguyễn Tấn Dũng cũng là bản chất của tất cả các giới chức Cộng sản Việt Nam hiện nay và tính kiêu ngạo Cộng sản tự cho mình là đỉnh cao muôn loài nên thừa tự tin và lại thiếu kiến thức khoa học và quản trị quốc gia. Một trong những việc đầu tiên mà ông bà X Nguyễn Tấn Dũng làm khi trở thành thủ tướng là xóa bỏ một di sản quan trọng nhất của thời Phan Văn Khải, đó là Ban Nghiên cứu Đổi Mới. Nhóm chuyên gia tư vấn chính phủ có từ thời của Võ Văn Kiệt và được nâng cấp dưới thời của Phan Văn Khải này được thực sự đã là một thinh thanh có hiệu quả cho công cuộc cải cách nền kinh tế tập trung đang kiệt quệ trở thành nền kinh tế có độ mở khá tốt để hội nhập vào thế giới. Vấn đề tệ hại thứ hai mà bà ích Nguyễn Tất Dũng là tất cả những tay chân của ông tin dùng đều là loại đội trên đạp dưới tham lam và phá chưa từng có. Nhưng xét cho cùng, đó không phải là hoàn toàn do lỗi cá nhân của ông Dũng mà đó là một kết quả tất yếu của một hệ thống toàn trị độc tài. Đến thời của CLMV, Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận cơ đồ đổ nát của người tử tế, tử tế bà X Nguyễn Tất Dũng thiết tưởng với tài cán của một kẻ nghiêng nghiêng nghèo nghèo, một kẻ điếu đóm su nịnh thì chỉ có nước ăn bùn. Thế mà hóa ra ông Phúc gặp may lớn khi ông Vũ Đức Đam khi đó mới chỉ là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã nỗ lực thuyết phục được Samsung đầu tư hai nhà máy lắp ráp điện thoại ở Bắc Ninh và Thái Nguyên vào năm 2013 với chất trị đầu tư cam kết lên đến 5 tỷ đô la đã giải ngân khoảng 2,4 tỷ đô la. Chỉ riêng một mình công ty Samsung sau đó vài năm đã đóng góp đến 20 phần 25% GDP cho Việt Nam. Doanh số của Samsung Việt Nam vào năm 2018 đã hơn 65 tỷ đô la Mỹ. Tuy giá trị lớn nhất của Samsung đối với Việt Nam cho đến nay là tạo ra hơn 100.000 lao động và ít nhiều mang lại cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với ngành công nghệ mũi nhọn. Nhưng đối với giới chức Cộng sản Việt Nam thì bản thành tích kinh tế này có ý nghĩa chính trị to lớn hơn rất nhiều. Nếu như GDP Việt Nam vào năm 2009 chỉ đạt khoảng 106 tỷ Mỹ kim thì đến năm 2013 đã tăng nhanh chóng lên mức 171,2 tỷ Mỹ kim chủ yếu nhờ tăng trưởng từ khối doanh nghiệp FDI, đặc biệt từ Samsung Đến năm 2018, GDP Việt Nam là 245,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng Samsung đã chiếm đến 65 tỷ Mỹ Kim. Tăng trưởng xuất khẩu cũng tăng nhanh chóng và chiếm đến 80% cơ cấu GDP hiện nay. Với một bản báo cáo kinh tế xã hội sáng ngời như thế, những thiên tài AQ của đảng đã ngây ngất. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày hôm nay. Thói đời đúng là thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Ông Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam năm xưa được cất nhắc lên cái ghế phó thủ tướng hữu danh vô thực và kiêm nghiệm luôn cả chức Bộ trưởng Y tế chăm lo vấn đề dân số kế hoạch hóa của chị em. Còn thành tích kinh tế sáng ngời thì để cho ngài Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc và ông Tổng tịch thi nhau tự sướng trên các diễn đạt Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gan, Năm 2020 cả thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng y tế bởi đại dịch virus Vũ Hán chưa từng có 100 năm qua mà khởi nguồn từ người bạn vàng bốn tốt 16 chữ vàng của Cộng sản Việt Nam. Việt Nam cũng chẳng nằm ngoài vòng xoáy khốc liệt đó nên kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc đã tê liệt và phải chịu tổn thất nặng nề bởi cả dịch bệnh và ảnh hưởng của thương chiến Mỹ Trung. Dù cho ông KLM Nguyễn Xuân Phúc và đám bộ trưởng chỉ biết nhậu gái và phát canh thu tô. hô khẩu hiệu rất to nhưng thực tế sau 6 tháng nền kinh tế của Việt Nam đã rơi vào cơn mê cơn hôn mê sâu để cứu vớt được các trụ cột kinh tế trong lúc nguy cấp này và để tạo ra các dự án đầu tư công có hiệu quả đều nằm ngoài khả năng của một hệ thống tham nhũng và bất tài. Trong khi đó, một tác dụng phụ của cuộc đốt lò mà ông Tổng trọng Nguyễn Phú Trọng khởi sướng đã khiến cho đám quan chức nhiều e ngại. Người ta có thể thấy vô số các công trình công và không có giá trị thực tiễn và lợi ích cho nền kinh tế cũng như cộng đồng như đài tưởng niệm, tượng ông Hồ, lát đá vỉa hè bằng đá hoa cương ở Việt Nam thì được triển khai rất nhanh, rất nhiều trong khi trường học, bệnh viện, nước sạch, xử lý, xử lý rác thải thì không có. Lý do vì không có công trình đó dễ làm, dễ giải trình và ý nghĩa chính trị và cho nên cũng dễ ăn chia với nhau hơn. Các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam là những dự án tiêu nhiều tiền ngân sách nhất. Đó cũng là lĩnh vực nhiều tệ nạn nhất, song cũng cần nhiều công sức và chuyên môn hơn. Đặc biệt vướng mắc trong vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng đơn giá đền bù và vô vàn các quy định của luật các thông tư dưới luật của các bộ ngành tạo ra một tình thế cài răng lược dẫm chân lên nhau khiến cho giới chức trong ngành còn phải ngán ngẩm cho nên để gỡ được cái thế mỡ treo miệng mèo mà mèo không dám ăn này có lẽ là cũng hơi tế nhị nếu thực sự muốn đốt tiền ngân sách để thổi gdp thì chắc chắn không ai giỏi bằng ông nguyễn tất dũng còn nếu thực sự cộng sản việt nam muốn cứu vãn tình thế trứng treo đầu đẳng của nền kinh tế thì chắc chắn không ai khác lại phải gọi đến ông trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch virus đất Vũ Hán vừa qua, Vũ Đức Đam. Đó là nhân tố khả dĩ có thực tài trong hàng ngũ toàn những khuôn mặt chặt nít thịt, nhung nhúc mỡ và đầu óc chỉ có thủ đoạn đề mặt. Đáng tiếc, một người như ông Đam chắc chắn sẽ chỉ là miếng tranh mà Cộng sản Việt Nam vắt xong rồi, bỏ vọ mà thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.